Xin chào anh chị các bạn. Hôm nay thì tôi xin được trở lại với một cái phần chia sẻ liên quan đến ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi xin phép chia sẻ về một cái trợ lý giúp anh chị giải quyết các cái nỗi đau và các vấn đề trong cái việc sáng tạo nội dung. Rõ ràng anh chị thấy rằng là để truyền thông và bán hàng thì cái phần mà làm marketing và truyền thông rất quan trọng, đúng không? Thế thì rất nhiều anh chị cũng đang gặp khó khăn trong cái lĩnh vực liên quan truyền thông marketing. Thì cái video này, cái clip này sẽ dành cho những ai mà đang mong muốn cải thiện hoặc là mong muốn tăng trưởng cái hoạt động marketing và bán hàng của mình. Thì anh chị đều biết rằng là hiện nay thì chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên AI, và cái việc ứng dụng AI không phải là lên hay không lên nữa mà là câu chuyện bắt buộc rồi. Thì tôi xin được demo với anh chị một vài cái trợ lý trong cái bộ giải pháp AI3 của chúng tôi, có thể nó hỗ trợ anh chị trong việc marketing. Thì thưa anh chị các bạn, là đây là giao diện chính của cái trợ lý AI3, trợ lý thông minh giúp X3 năng suất đấy. Từ trước giờ là anh chị có thấy rằng là để chúng ta viết một cái bài anh ý rất mất nhiều thời gian, đúng không ạ? Thì bây giờ thì để anh chị viết một bài thì đầu tiên là chúng ta cần lên một ý tưởng, đúng không ạ? Thì các anh chị đã thấy được cái hiệu suất tăng trưởng như nào. Thì lên lý tưởng thì chúng ta có thể dùng trợ lý là Sophia. Đấy. Đây. Đây chị thấy ạ. Sophia lên lý tưởng. Đó. Lên 30 ý tưởng nội dung đăng mạng xã hội thu hút khách hàng với sản phẩm. Đó. Đấy. Đó, kích vào trợ lý Sophia này. Sau đó thì anh chị nhập vào cái vùng một là ngôn ngữ viết là gì. Đây tôi chọn tiếng Việt. Thứ hai, anh chị chọn rất nhiều các cái cách viết ở đây là hài hước hay là tự tin, tôi chọn tự tin. Và cái phong cách ở đây là tôi chọn sáng tạo, anh chị có thể chọn bất kỳ cái gì anh chị mong muốn. Và nhập lên nền tảng mà social media bạn mong muốn ở đây, ví dụ như này, đây tôi đang chọn là nền tảng Facebook fanpage, đúng không ạ? Và tôi nhập sản phẩm đây. Hôm nay tôi lấy cái sản phẩm của tôi, đó là cái sản phẩm trí tuệ nhân tạo luôn nhé. Sản phẩm là trợ lý AI. Đấy. Đấy, trợ lý AI3 luôn đi, trợ lý AI3. Đấy, trợ lý ảo AI3. Đấy, sau đó thì tôi cho kích vào mũi tên này, trợ lý làm việc. Đấy, anh chị sẽ cho một loạt cái ý tưởng này. Anh chị có nhanh không ạ? Ý tưởng Facebook fanpage cho trợ lý AI3 này, ý tưởng này, giới thiệu sản phẩm một cách thú vị, khám phá thế giới với AI3, chia sẻ cách AI3 có thể làm cuộc sống của bạn thú vị hơn, như một người bạn đồng hành đầy sáng tạo. Thứ hai là câu nói nổi bật, sức mạnh nằm ở đâu? Sức mạnh nằm ở điều nhỏ nhoi, AI3 chia sẻ trích dẫn lôi cuốn về sức mạnh AI3 trong việc giải quyết những vấn đề hàng ngày. Đấy. À, nội dung hướng dẫn này, hướng dẫn sử dụng AI3 để tăng hiệu suất cho công việc. Hay đằng sau hậu trường này, hậu trường sáng tạo AI3 đang nghỉ ngơi. Rất nhiều ý tưởng khác nhau, chị thấy tuyệt vời không ạ? Vâng. À, cho tiếp tục ạ. À, ý tưởng các bạn. À. Từ việc mà lên ý tưởng này rồi mà anh chị thấy rằng là giả sử là từ ý tưởng này tôi muốn lại các ý tưởng này được chấm điểm xem là bao nhiêu điểm, thì bạn ra lệnh luôn thêm, thì là tôi ra lệnh này, tôi ra lệnh như là chấm điểm cho từng ý tưởng. Đấy, với cái việc mà tôi ra lệnh cho cái việc một chấm điểm cho từng ý tưởng trên thì anh chị thấy không, tôi chấm điểm cho từng ý tưởng luôn. Ý tưởng số 1 là chấm 8 trên 10, ý tưởng số 2 là 9 trên 10. Vâng. Đấy. Hay không anh chị? Dạ. Ý tưởng số 5. 5 có phải điểm cao. Đây. Gặp gỡ đội ngũ sáng tạo đằng sau AI3. Các ai đúng không? AI3 đang theo dõi và đáp ứng nhanh chóng. Sức mạnh
từ vựng lên ý tưởng này. Nếu mà các bạn muốn viết bài chi tiết thì các bạn chỉ cần sử dụng thêm trợ lý là Lily. Lily. Đây. Lily là trợ lý mà đăng nội dung mạng xã hội đỉnh cao nhiều. Đây. Trợ lý tạo bài đăng trên mọi nền tảng mạng xã hội. Tôi chọn này. Sau đó thì tôi sẽ chọn một cái, tôi chọn một cái chủ đề mà tôi yêu thích và mong muốn viết bài. Đấy, ai va trước và sau khi gặp bạn này. Đấy. Giả sử cái này đi. Chọn cái này, tôi cho đây. Đó. Đấy. Và sản xuất. Đây, chị có nhìn thấy kết quả rất nhanh chóng. Đấy, chị phải biết. Ai va trước và sau khi gặp bạn đây. Chào cả nhà, ai va. Bạn đã từng hỏi rằng ai va của chúng ta đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào chưa? Hãy cùng Lily khám phá trước và sau khi bạn gặp Ivan nhé. Trước đây, khi có ai trước khi có Ivan, cuộc sống của tôi thường xuyên rối bời với công việc và thời gian, công việc gia đình, cảm giác cho mình đang chạy theo thời gian mà không có cách nào để nắm bắt được nó. Sau khi này, nhưng từ khi có Ivan, mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ mình có một người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn sẵn sàng giúp đỡ và tối ưu hóa mọi khía cạnh trong cuộc sống. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình và những điều tôi yêu thích mỗi ngày. Ai ba cuộc sống đổi đời, tiện ích, trợ lý ảo, hài lòng. Đấy. Tôi cho cả hashtag luôn đi chị nhé. Và... Đấy, đúng không? Nếu mà từ cái nội dung này mà anh chị muốn tạo ra kịch bản video, ta có trợ lý là video. Trợ lý video đây. Trợ lý tạo kịch bản TikTok từ video hoặc từ bài viết cho trước đây. TikTok à? Giả sử tôi làm video TikTok. À, tôi nói rằng là cho bài viết chơi. Tôi chọn đây là chọn 60 giây. Xong rồi tôi enter. Chị chào đón chưa? Đấy. Đó. Không sao, có phải anh chưa hiểu rất nhanh chóng đúng không ạ? Tôi thử một trợ lý khác đi. Đây, trợ lý 5 phút đi, truyền cảm hứng. Chủ đề đây là tôi để trợ lý AI anh vào. Đấy, anh chị thấy không, rất nhanh đúng không ạ? Khám phá sức mạnh của Ivan này. Trợ lý của bạn này. Xin giới thiệu video này để khám phá điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Chào mừng bạn đến với kênh của tôi. Bạn đã bao giờ tưởng tượng một trợ lý nào có thể thay đổi cuộc sống của bạn chưa? Hãy ở lại với tôi và chúng ta khám phá sức mạnh của trợ lý AI Ivan. Xin chào mọi người, tôi là... Đúng không? Chị thấy không? Đấy, từng chút một đúng không anh chị, rất tuyệt vời đúng không anh chị. Như vậy anh chị thấy rằng là với trợ lý AI chúng tôi thì anh chị không cần phải lo lắng về việc mà sáng tạo nội dung nữa đúng không? Đấy. Rất là tuyệt vời đúng không? Từ việc mà anh chị lên ý tưởng đúng không? Viết content, kể cả anh chị mong muốn có những cái chủ đề hấp dẫn như là con Tila này, thì là chuyên tạo ra những cái chủ đề rất là hot hot trend vậy. Như đây tôi chọn Tila là cái trợ lý mà tiêu đề giật tít đi, bài kiểu việc giật tít này đi. Và tôi gọi đây chủ đề tôi vẫn tiếp tục mong muốn khám phá là trợ lý AI Ava đi. Enter. Đấy, chị cũng xem kết quả này. Đấy, chị ạ. Đấy, ra có một loạt các tiêu đề và chấm điểm luôn này. Đúng không? Đấy. Khám phá 7 bí mật của trợ lý AI Ava này. Chấm dứt vấn đề làm thế nào Ava giúp bạn mãi mãi này, chấm dứt. Đấy. Điều mọi người biết đến trợ lý về AI Ava này, hay là ba thủ thuật để tiết kiệm thời gian với trợ lý AI này. Tuyệt vời không ạ? Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái
tác vụ, các cái nhiệm vụ khác nhau nữa, các cái khả năng khác nhau nữa mà AI có thể giải quyết được. Tôi có thể nói là tất cả các công việc của bạn trong doanh nghiệp bây giờ trợ lý chúng tôi có thể giải quyết được cho bạn. Nhiệm vụ của anh chị và các bạn có thể chỉ cần sở hữu Viva và sử dụng nó mỗi ngày, đúng không ạ? Và trong các cái clip tiếp theo thì tôi sẽ giúp anh chị những cái trợ lý tiếp theo, những cái nhóm việc tiếp theo. Và tôi xin dừng cái buổi chia sẻ tại đây. Chúc anh chị các bạn sử dụng AI hiệu quả và ứng dụng giúp nâng cao năng suất cũng như là doanh thu cho doanh nghiệp của anh chị. Và xin chào và hẹn gặp lại.